Bé trai sinh non ở tuần thai thứ 32, bị thoát vị hoành bẩm sinh, phủ tạng chui lên lồng ngực, nguy cơ tử vong. Bác sĩ Nguyễn Thu Hà, trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, bé trai vừa chào đời đã bị suy hô hấp, phải thở máy, dùng kháng sinh, thể trạng rất yếu. Ngoài ra, bệnh thoát vị hoành trái bẩm sinh khiến toàn bộ ruột của bé nằm trên ngực trái, tiền lượng xấu, nguy cơ tử vong trên 50%. Sau hội trần vào ngày 3 tháng 10, ekip phẫu thuật cấp cứu nhằm đưa toàn bộ ruột bệnh nhi trở về ổ bụng, tạo hình cơ hoành trái. Sau mổ, tình trạng suy hô hấp cải thiện. Xong, bé vẫn bị rối loạn đông máu nặng, xuất huyết phổi trên nền sinh non, nhẹn cân, phải theo dõi hồi sức tích cực. Sau hơn một tháng điều trị, trẻ dần minh phục, rút máy thở, không phải nằm lồng kính, tăng cân. Đến ngày 17 tháng 11, sức khỏe bé đã ổn định, đủ điều kiện để xuất viện thoát vị hoành bẩm sinh là hiện tượng các tạng từ ở bụng chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh, thường ở vị trí lỗ sau và bên trái của cơ hoành. Tùy thuộc vào lỗ thoát vị to hay nhỏ, các phủ tạng có thể chui lên lồng ngực như dạ dày, ruột non, lá lách. Những trẻ bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh thường có tổn thương phổi nặng nề. Bệnh thường gặp với tỷ lệ 1 trên 12.500 trẻ mới sinh ra, tỷ lệ tử vong là 30-50%. đến trẻ có triệu chứng suy hô hấp ngay sau sinh, khó thở, tím tái, thường thấy ngay từ nhịp thở đầu tiên, bụng lõm, ngực phồng. Bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên khám và siêu âm định kỳ để sớm phát hiện các bệnh lý, từ đó có phương pháp điều trị hiệu quả.